Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 1250 cái token MDL. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng. Ok, bấm chọn theo dõi. Rồi mọi người sẽ kéo lên chọn like và retweet và quay trở lại. Tiếp theo thì mọi người sẽ join vào Discord. Rồi bấm chọn chấp nhận lời mời. Ok, quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh liên kết của nó. Rồi mọi người sẽ theo dõi đây nhé. Và quay trở lại này. Sau đó là sẽ retweet bài đăng của nó. Rồi mọi người mở lên, kéo lên và chọn like này. Sau đó thì chọn trích dẫn và tag cái tên của nó vào. Ok, chọn tweet lại này. Rồi quay trở lại bot. Sau đó join tiếp vào kênh liên kết. Rồi chọn join, quay trở lại và đăng ký kênh YouTube của nó. Ok, mọi người sẽ bấm chọn đăng ký và bật cái chuông này lên cho mình nhé. Rồi sau đó quay trở lại này, join vào channel này. Join này, quay trở lại, join vào group này. Ok, quay trở lại và bấm check. Rồi, tiếp tục chọn join airdrop. Sau đó chọn submit và chọn don. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập profiling Twitter, mọi người copy cái dòng này. Xóa username này đi. Nhập username của mình vào. Ok, sau đó là nhập username của Discord. Rồi sau đó mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC cho mình. Rồi, tiếp tục là join vào cái kênh liên kết này nhé. Ok, quay lại và chọn don này. Rồi, sau đó sẽ nhập cái đường link retweet ở trong cái kênh liên kết. Mọi người sẽ vào lại Twitter cho mình. Rồi, sau đó chọn vào ảnh đại diện và chọn hồ sơ nhé. Đó, thì cái bài đăng nó nằm ngay đầu tiên đây. Mọi người bấm vào chia sẻ này cho mình. Ok, chọn sao chép và quay trở lại. Dán. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ chia sẻ cái video gần nhất của nó ở trên YouTube nhé. Mọi người sẽ bấm vào YouTube này. Rồi mọi người sẽ bấm vào cái mục video này cho mình. Thì mọi người sẽ đăng cái video gần đây nhất nữa. Bấm vào đây. Chọn like và chia sẻ lên Twitter nhé. Chọn đăng tweet này. Ok, sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại trang chính của kênh YouTube. Bấm vào cái ảnh đại diện đây và mọi người sẽ chọn vào cái mục kênh của bạn đây. Rồi sau đó chọn dấu 3 chấm này. Chọn chia sẻ và chọn sao chép đường dẫn. Quay trở lại. Dán vào đây. Rồi chọn parent. Rồi chọn withdraw. Ok, thì cái dự án này nó sẽ bắt đầu phân phối ngày 26 tháng 12 nhé. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.